Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một dòng camera mới ngoài dòng Yatubit. Đây là dòng camera iMount được đến từ thương hiệu Dahua. Thì các bạn có thể thấy là cái dòng này nó khá là phổ biến trên thị trường Việt Nam bây giờ, bởi vì đây là một thương hiệu có thể cạnh tranh trực tiếp với thương hiệu Yatubit của Hisense. Thì hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một dòng camera Wi-Fi không dây trong nhà đến từ thương hiệu iMount, một thương hiệu khá là nổi tiếng. Thì tên sản phẩm này nó là Q2 Indoor Security Camera. Đây là một chiếc camera Q2 được sử dụng trong nhà, camera không dây vẫn. Thì trên vỏ hộp các bạn có thể thấy đây nó in cái hình ảnh đằng sau của chiếc camera. Thì tí nữa mình sẽ mở luôn đằng sau của chiếc camera và chỉ cho các bạn xem nó dễ. Và một số tính năng cũng được in trên vỏ hộp của nó. Thì ở đây nó ghi là H265-1080p Full HD, nghĩa là cái camera này nó sẽ nén chất lượng của video và chất lượng hình ảnh là Full HD, và tất cả những video được ghi lại thì nó sẽ nén lại và tiết kiệm thẻ nhớ của bạn hơn. Một cái nữa là phát hiện chuyển động. Cái này nó có thể phát hiện chuyển động khi mà bất kỳ một người nào đó hay một đồ vật gì đó dịch chuyển qua cái vùng quan sát của camera thì nó lập tức phát hiện, ghi hình lại và báo tin nhắn cho bạn là đã có một chuyển động diễn ra, và nó sẽ ghi hình và quay cái video lên lại gửi cho bạn. Một tính năng nữa là đàm thoại 2 chiều. Camera này nó có thể đàm thoại 2 chiều như cái điện thoại của bạn, nói chuyện như điện thoại vậy, ngày đêm, nghĩa là nó sẽ quay được cả ngày lẫn đêm. Ban ngày thì điều kiện ánh sáng thì ok rồi, còn ban đêm thì nó có thể quay với điều kiện hoàn toàn không có một chút ánh sáng nào, nhưng nó nhìn vẫn rất là tốt, rất là rõ các bạn. Đây là một điểm khá là đặc biệt của những cái camera. Một điểm nữa là Wi-Fi, nó tích hợp Wi-Fi thông thường trong nhà các bạn, và mở rộng bộ nhớ đám mây. Các bạn có thể lưu trữ những hình ảnh hay video lên đám mây của dòng iMount này, hoặc là các bạn có thể mở rộng bộ nhớ của nó bằng thẻ nhớ. Thì ở đây nó sẽ hỗ trợ thẻ microSD, và cái này mình thấy là nó in khá là đơn giản thôi, nhưng thực tế ở bên trong của nó mình đã sử dụng qua và thấy là nó có rất nhiều tính năng khá là đặc biệt. Một lát nữa mình sẽ cài đặt và test cho bạn xem luôn những tính năng của nó. Và bây giờ mình sẽ mở hộp nó để xem nó có những gì nhé. Đầu tiên thì nó sẽ có một cái ticker này để các bạn có thể dán lên tường để định vị back cockpit, và một quyển tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Tờ giấy này toàn bằng tiếng Anh các bạn, và đây có một tờ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Ở đây nó sẽ ghi chi tiết tất cả những thông số hay thông tin của chiếc camera này, và kể cả cách cài đặt nó đều hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể. Thì cái cài đặt của camera này nó cũng rất là đơn giản thôi, mình đã có một video hướng dẫn cài đặt mà chắc chắn ai có thể làm được. Mình sẽ xem phụ kiện của nó trước. Một phụ kiện của nó sẽ gồm một cái adapter này là 5V các bạn, một dây sạc này dài khoảng 2 mét, và một miếng sắt để mình có thể bắn hai con ốc vừa rồi đấy. Bắn vào tường thì mình sẽ dính cái camera ấy lên. Một bộ ốc vít nở bằng bê tông và một miếng dán. Nếu các bạn mà không có chỗ để mình bắt cái miếng sắt để mình gắn camera thì mình có thể dán và mình dính cái camera ấy vào đó. Hộp phụ kiện thì nó chỉ có vậy thôi. Đây là camera, ok, các bạn có thể thấy nó một lớp bảo vệ này.
Ở trên đây các bạn có thể thấy cái mắt camera của nó. Và trên mắt nó sẽ có một cái đèn báo hiệu là camera có hoạt động hay không. Ở dưới này nó sẽ hiện một cái mic để mình có thể đàm thoại hai chiều. Ở đây nó không, mình không thể nhìn rõ bằng mắt thường hai cái điểm hồng ngoại của nó được. Bình thường nó sẽ có hai cái mắt hồng ngoại ở đây để nó quan sát ban đêm rõ hơn. Ở đằng sau của nó, ở đây bên cạnh sườn là khe cắm thẻ nhớ. Này nó hỗ trợ thẻ nhớ microSD chắc là lên khoảng 128GB gì đấy. Một cái mã code để mình có thể check và cài đặt camera này. Và cái loa, cái loa này để mình có thể nói chuyện hai chiều. Và một nút reset này. Và ở dưới này là cổng nguồn để mình cấp nguồn cho nó. Đấy, những cái camera này thì nó sẽ dính. Đó, nó có nam châm các bạn, dính rất là đơn giản. Các bạn có thể nhìn coi, nó rất là nhỏ gọn. Thiết kế khá là hay các bạn. Rất là linh động. Mình có thể gắn ngược hay gắn xuôi đều được. Và chỉnh quay rất là dễ. Và bây giờ mình sẽ đi cài đặt nó và xem xong cái này nó sẽ có những gì và mình sẽ sử dụng được những gì từ chiếc camera này. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hiện tại mình đang đứng trước cửa cửa hàng quần áo LFC Duy Quỳnh ở thị trấn Đông Hưng. Ở đây mình đã lắp 3 con cam Cui 2 và bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem. Thì các bạn có thể đến cửa hàng quần áo LFC này để mua quần áo nam. Ở đây sẽ chuyên bán quần áo nam các bạn. Cửa hàng khá là uy tín và sản phẩm cũng khá là đẹp. Thì bây giờ mình sẽ vào mua xem quần áo. Thì bây giờ mình sẽ vào vừa xem quần áo và vừa test cho các bạn xem hai chiếc camera. Hiện tại mình đang lắp ở đây 3 con, một con ngoài trời các bạn có thể thấy. Đây có một con này. Đó, con ngoài trời này thì mình sẽ lắp ở dưới dưới tấm che chắn để nó khỏi bị nước vào là được. Rồi. Đây các bạn có thể thấy cửa hàng khá là đẹp. Quần áo cũng rất tốt, ông chủ rất là vui tính nha các bạn nhá. Ở đây hiện tại mình đang lắp hai con, các bạn có thể thấy trên này có một con này. Đó. Cui 2. Và ở góc nhà này cũng có một con. À, bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt của camera để cho các bạn xem phần cài đặt của chiếc Cui 2 đến như thế nào. Và bây giờ mình sẽ test cái camera Cui 2 này cho các bạn xem tại cửa hàng. Đây, như hiện tại thì cửa hàng này mình đang lắp 3 con Cui. Một con ở ngoài trời. Con Cui này nó không chống được nước mưa các bạn nhé. Vậy nên là mình lắp ngoài trời này là mình lắp ở dưới mái hiên thôi. Làm sao để có tránh mưa được là tốt nhất. Hai con trong nhà. Và mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Con đầu tiên. Đấy, như các bạn thấy có thể thấy. Ở đây ở trên hình ảnh nó sẽ có một nút dừng này. Để các bạn có thể dừng không xem trực tiếp nữa. Và nút hình vuông này để chia màn hình nó làm 4. Các bạn có thể cộng thêm hai cái bên ngoài vào. Đó. Đó, mình có thể xem trực tiếp một lúc nhiều cam. Và đây có nút HD. HD để chuyển hình ảnh từ độ nét thường là SD này, mình chuyển sang, bạn có thể nhìn thấy hình ảnh độ nét thường này. Nó khá là mờ đúng không? Nhưng khi mình chuyển sang HD nó nét hơn, rõ ràng luôn. Ở bên cạnh nữa thì nó sẽ có cái có nút loa. Đấy các bạn có thể thấy. Ở đây mình vào cái trong nhà cho các bạn xem nút loa của nó, cái độ ghi mic của nó. Các bạn có thể nghe thấy. Xin chào. Đó, như cái loa nó có thể nói nghe rất là rõ. Và đây nút bên cạnh này là để chuyển màn hình nằm ngang. Đó.
mà chuyển dọc lại như nào nhỉ? Trở lại đâu đó, chuyển dọc lại. Và ở dưới, và đây có nút xem lại lịch sử đây, các bạn có thể ấn vào đây để xem lại lịch sử ghi hình của nó. Ở đây các bạn có thể chuyển sang thẻ nhớ, vì mình đang lưu trên thẻ nhớ mà, thì ấn vào đây. Thì hiện tại nó đang ghi hình ngày 25 tháng 9 năm 2020 đây. Cái này mình đã ghi cài đặt nó lưu hình, lưu video theo chuyển động. Khi nào mà có chuyển động thì nó sẽ có những cái vạch vàng như này, còn không có chuyển động thì nó sẽ chuyển sang vạch trắng. Các bạn có thể kéo nó đến cái vị trí mà mình cần xem, mà mình thả ra. Đó. Vậy nó sẽ phát lại cho các bạn xem. Nó khi có chuyển động, các bạn thấy có chuyển động. Đây là lúc 15:22 chiều đây, các bạn có thể thấy. Và để xem được những ngày sau, đây là mình chỉ xem trong ngày 25 tháng 9 năm 2020 thôi. Còn đây, nếu mà bạn muốn xem trước ngày đấy thì các bạn có thể ấn vào cái hình này, ấn vào cái ngày này. Đó, thì nó sẽ ra hiện tất cả những ngày mà được lưu, thì nó sẽ có những cái hình video ở dưới này. Các bạn có thể nhìn thấy tất cả những ngày được lưu, nó sẽ có những cái video ở đây. Còn những ngày mà không có là nó sẽ tự đẩy, hoặc là nó chưa lưu, hoặc là nó đầy, nó sẽ tự đẩy các bạn. Như kiểu đến ngày mai, ngày 26 thì nó sẽ đẩy ngày mùng 6 này đi, là sẽ mất. Và để thẻ nhớ để chống, để có thể lưu ngày 26 này. Như vậy các bạn có thể yên tâm rằng mình không phải mất thời gian để xóa video đi để thẻ nhớ lưu tiếp, mà đây đầy là nó, thẻ nhớ nó sẽ tự tràn thôi. Đó, mình có thể ấn vào đây để xem ngày hôm đấy. Đấy, có chuyển động nó sẽ ghi lại. Và tiếp tục đây, các bạn có thể nhìn thấy đây có nút chụp màn hình, bạn ấn vào đây nó sẽ ngay lập tức chụp một hình ảnh trực tiếp và lưu lại trong lịch sử của bạn. Nói ở đây các bạn có thể đàm thoại hai chiều, đây chưa cho phép, mình cho phép đàm thoại hai chiều, bật nó lên. Ok, đó. Alo thấy không? Các bạn có thể nói chuyện ở đây và cái loa kia nó sẽ phát ra và bắt rất là nhạy các bạn. Ghi âm. Đây các bạn có thể thấy một nút ghi âm. Khi mình ấn vào đây nó sẽ quay một video ngay lập tức, đến khi nào mà bạn dừng lại thì nó sẽ dừng và nó sẽ lưu vào. Đây, một video đã được lưu vào đây. Các bạn có thể vào trong cài đặt để xem. Và bây giờ mình sẽ vào cài đặt xem nó có những gì. Tắt cái mic này đi nào. Vào phần cài đặt. Ở đây các bạn có thể thấy trên góc màn hình nó có một nút, đây là nút chia sẻ những thiết bị được chia sẻ. Hiện tại nó đang chưa chia sẻ các thiết bị nào. Đây là nút cài đặt, mình có thể ấn vào đây để xem những cài đặt chi tiết của chiếc camera Cui 2 này. Ở trong này nó sẽ có phiên bản thiết bị này. Đây là tên phiên bản thiết bị và tính năng. Tính năng này như tính năng nó đã ghi ở trên vỏ hộp thôi, các bạn có thể xem trên vỏ hộp cũng được. Thông báo, cảnh báo tin nhắn. Đây là tin nhắn báo động các bạn. Khi nào mà có chuyển động, như các bạn bật tin nhắn báo động thì nó sẽ ngay lập tức gửi một tin nhắn chuyển động về điện thoại của các bạn, để các bạn có thể biết rằng là có người xâm nhập. Thiết lập báo động, đây cũng là phần thiết lập báo động để mình có thể thiết lập chi tiết cái báo động của nó. Phát hiện chuyển động con người này, phát hiện con người này. Đó, thiết lập trình báo động. Các bạn trình báo động này các bạn có thể chi tiết khi nào mà mình cần báo động, như kiểu là từ khoảng 9 giờ tối đến 6 giờ sáng chẳng hạn, thì các bạn có thể cài đặt ở đây. Và vùng phát hiện, ở đây các bạn có thể thấy nó có thể cài tất cả những vùng này. Tất cả những khu vực được tô vàng này là nó đã
đã đều ghi hình báo động. Còn mình không thích thì mình xóa cái này đi thôi. Mình bỏ. Đó. Thông báo âm thanh bất thường. Như Q2 này nó có một khả năng rất là hay các bạn, là nó có báo động âm thanh bất thường này. Thì khi nào mà có âm thanh nó vượt quá mức cho phép, như kiểu tiếng khóc hay tiếng hét, thì nó sẽ ngay lập tức báo động cho bạn một tin nhắn là có một chuyển động hay báo động một âm thanh bất thường đến cho bạn. Và lưu trữ, tình trạng lưu trữ, hiện tại mình đang lưu trữ trên thẻ nhớ. Thì thẻ nhớ này là thẻ nhớ 64GB đi. Kế hoạch ghi hình. Độ nét rất cao này. Đó. Mã tùy chỉnh. Mã hóa này để mình có thể chia sẻ được. Chia sẻ thiết bị cấu hình mạng. Đó. Thì cơ bản là chiếc Q2 này nó sẽ có những cái phần thông tin chi tiết về thông số, kỹ thuật cũng như tính năng của nó là như vậy. Thì để biết thêm chi tiết các bạn có thể vào trang web conmatthuba.com và tìm chữ Q2. Các bạn sẽ thấy hình tất cả hình ảnh cũng như cấu hình chi tiết của nó mình đã ghi trên trang web. Và có gì nếu các bạn còn thắc mắc thì xin cứ gửi bình luận dưới cái video này, mình sẽ sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.